Lan xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện tại Mai Anh đang có mặt tại trường đua 2K Bình Dương và đây cũng là địa điểm bắt đầu cho giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 với chặng đầu tiên cũng đã được diễn ra vào giữa tháng 4. Và nối tiếp thành công của chặng đầu tiên, chặng thứ hai đã được diễn ra tại Hà Nội cũng với rất là nhiều những tình tiết vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Chặng thứ ba được tổ chức chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện tại Man đang có mặt tại trường đua 2K Bình Dương và đây cũng là địa điểm bắt đầu của giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 với chặng đầu tiên cũng đã được diễn ra vào giữa tháng 4 thưa quý vị. Như vậy là nối tiếp thành công của chặng đầu tiên thì chặng thứ hai cũng đã được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội cũng đã mang đến rất là nhiều những kết quả tốt đẹp với những tình tiết vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Và chặng thứ ba được diễn ra tại trường đua Đại Nam Bình Dương cũng đã mang đến rất là nhiều cảm xúc cho quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, như vậy là sau mùa giải năm 2018 được diễn ra thành công thì chặng thứ tư giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 được diễn ra và quay trở lại tại trường đua 2K Bình Dương với những hạng mục quen thuộc như sau thưa quý vị. Đó chính là Black 110cc, MSX 125cc, Winner 150cc và UB 130cc. Và thưa quý vị, giải đua xe mô tô Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các cổ động viên và đặc biệt đó chính là sự tham gia hưởng ứng đến từ các vận động viên. Và đó cũng chính là một tín hiệu đáng mừng vì bộ môn thể thao này cũng đã trở nên gần gũi hơn với người dân Việt Nam. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã thấy tại trường đua 2K Bình Dương có rất là nhiều những vận động viên cũng như là những cổ động viên đến tham gia cũng như là cổ vũ cho giải ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, thật sự tới thời điểm này thì bộ môn đua xe thể thao cũng đã khoác lên mình một chiếc áo mới thật sự chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn, không chỉ trong nước mà có thể so tài với các nước quốc tế. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với lễ khai mạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư. Quý vị đại biểu, quý vị khách quý.
quý các vận động viên và các cổ động viên đang đến với lễ khai mạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các vận động viên đua xe mô tô trong cả nước, đáp ứng nhu cầu giải trí của người hâm mộ, được sự chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn đua xe mô tô thể thao Việt Nam với sự tài trợ chính của Công ty Honda Việt Nam, long trọng tiến hành tổ chức lễ khai mạc 4 giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 Winner 150cc, MSX 125cc, Black 110cc và UB 130cc. Kính thưa quý vị và các bạn, đến dự lễ khai mạc vòng 4 giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng sự hiện diện của quý vị khách quý. Đầu tiên, về phía Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký. Thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Huy Trường, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Về phía đơn vị tổ chức, xin trân trọng giới thiệu ông Hà Minh Trí, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đua xe mô tô thể thao Việt Nam. Thưa quý vị, về phía nhà tài trợ chính, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Trung, Giám đốc khối đối ngoại Công ty Honda Việt Nam. Và quý vị thân mến, và tổ chức cũng hân hoan chào đón các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của các câu lạc bộ, lực lượng trọng tài, lực lượng công an, y tế, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã đến dự và đưa tin trong buổi lễ buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông Hà Minh Trí, đại diện đơn vị tổ chức tiến lên sân khấu có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Thì được sự chấp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Dương phối hợp với Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn đua xe mô tô 2K Việt Nam với sự tài trợ chính của Công ty Honda Việt Nam, chúng tôi xin được tổ chức giải đua xe vòng 4 giải mô tô Việt Nam 2019 với 4 hệ đua Winner X 150, MSX 125cc, White Black 110cc, UB 130cc và gồm có 53 vận động viên thi đấu ngày hôm nay. Chúng tôi rất là cảm ơn các nhà tài trợ chính là Honda Việt Nam cũng như các đơn vị tài trợ IRC, HGC, Idemitsu, KIT, KTC, Okegawa và Motul đã đồng hành cùng chúng tôi để tổ chức cái giải này, tạo một cái sân chơi lành mạnh giúp cho các bạn trẻ có sân chơi và phát triển được nền thể thao của Việt Nam đua xe. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần phát biểu khai mạc của ông Hà Minh Trí, đại diện cho ban tổ chức. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Trung, Giám đốc khối đối ngoại Công ty Honda Việt Nam, đại diện đơn vị tài trợ, tiến lên sân khấu để phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào các quý vị. Tôi là Nguyễn Huy Trung, Giám đốc khối đối ngoại và truyền thông Công ty Honda Việt Nam. Trước hết, thay mặt cho Công ty Honda Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị khán giả đã đến tham dự chặng 4 giải đua xe Việt Nam năm 2019 do Honda Việt Nam tài trợ tổ chức tại trường đua 2K tỉnh Bình Dương ngày hôm nay. Tiếp tục với mục tiêu phát triển hoạt động đua xe thể thao Việt Nam ngày càng an toàn và chuyên nghiệp, tiệm cận với tầm khu vực và thế giới, Honda Việt Nam đã và đang không ngừng đầu tư nghiêm túc hoạt động đua xe thể thao, đặc biệt tiên phong trong việc tài trợ giải đua xe trong nước, các chặng đua trong nước tại sân đua 2K. Chúng ta sẽ nồng nhiệt chào đón chặng thứ tư của mùa giải năm 2019 với sự tranh tài của 49 tay đua tại 4 hạng mục thi đấu
Blade 110, MSX 125, Winner 150 và UB 130. Kết hợp cùng với giải đua ngày hôm nay, công ty Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, hướng dẫn bởi chuyên gia tư vấn đến từ trường đua Okega, Nhật Bản. Dưới sự giám sát của công ty Honda Việt Nam để tổ chức các công tác đào tạo trọng tài, chúng tôi hy vọng hoạt động đua xe thể thao Việt Nam ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Thay mặt Honda Việt Nam, tôi xin chúc các tay đua tự tin, bản lĩnh trong cuộc đua ngày hôm nay. Chúc trận đấu sẽ thành công rực rỡ. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các quý vị khán giả. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Huy Trung, đại diện cho đơn vị tài trợ chính. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây xin mời tất cả các vận động viên, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu cùng với quý vị đại biểu chụp hình lưu niệm cho buổi lễ khai mạc tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư này. Xin mời các vận động viên chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để có thể chụp hình lưu niệm cùng với các đại biểu của chúng ta. Một lần nữa xin mời các vận động viên chúng ta hãy di chuyển lên sân khấu cùng với quý vị đại biểu để có thể chụp ảnh lưu niệm ngày hôm nay tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 vòng thứ tư ạ. Dạ rồi, xin mời tất cả mọi người chúng ta ổn định đội hình và chụp những tấm hình thật tươi cho buổi lễ khai mạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Rất tuyệt vời, và đây sẽ là những hình ảnh vô cùng đáng nhớ ngày hôm nay tại trường đua 2K Việt Nam tại buổi lễ khai mạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư ạ. Dạ vâng, và xin được cảm ơn các vận động viên rất nhiều, xin được cảm ơn quý vị đại biểu. Và đến đây thì buổi lễ khai mạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư cũng xin được khép lại. Chúc các vận động viên của chúng ta sẽ thi đấu thật tốt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta đang theo dõi livestream trên fanpage của Honda. Chúng ta sẽ đến với những hình ảnh tại trường đua 2K Bình Dương. Xin mời.
quý vị và các bạn thân mến, trước khi cùng nhau theo dõi những hình ảnh quyết liệt và gây cấn tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư này, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đại diện ban tổ chức cũng như là đại diện Honda Việt Nam để có thể tìm hiểu kỹ hơn về công tác tổ chức thi đấu của chặng 4 và có những thay đổi như thế nào so với chặng đua đầu tiên, quý vị nhé. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông có thể cho một vài nhận xét cũng như đánh giá của ông về hoạt động của môn đua xe mô tô Việt Nam trong năm 2019 được không ạ? Chúng ta cũng biết là ở Việt Nam thì phong trào đua xe mô tô có từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian dài, cái hoạt động của chúng ta nó cũng còn nó chưa có hệ thống và thiếu định hướng, cũng như là chúng ta cũng còn một số những cái rào cản về cái tâm lý của xã hội. Tuy nhiên cái việc phát triển xe đua xe mô tô đó là cái yêu cầu tất yếu. Và chúng ta biết là trên thế giới nó phù hợp với cả cái thể thao thế giới. Với Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam thì chúng tôi đang nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều đối tác, đặc biệt là của Honda Việt Nam, và chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái chiến lược để phát triển hoạt động đua xe mô tô thể thao Việt Nam. Chúng ta biết là năm 2019 là năm thứ hai mà chúng ta tổ chức cái giải hệ thống đua giải đua xe mô tô Việt Nam, và khách quan mà nói, chúng tôi đánh giá là hoạt động đua xe của Việt Nam hiện tại đang có những bước phát triển khá là vững chắc. Chúng ta có cả về công tác tổ chức, công tác điều hành, và đặc biệt là trình độ các vận động viên đã ngày càng nâng lên. Và hiện tại thì các vận động viên đua mô tô của Việt Nam đang có khá nhiều cơ hội để có thể tham gia các giải đấu, nâng cao trình độ của mình, đồng thời hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và hiện tại thì theo truyền thông trong nước cũng đánh giá là Việt Nam Motor Racing đã và đang được triển khai cũng như là hướng đến xây dựng nền đua xe chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nhưng mà bên cạnh đó thì Liên đoàn Mô tô Việt Nam vẫn chưa phải là thành viên của Liên đoàn Mô tô Quốc tế. Như vậy thì ông có thể chia sẻ một chút về định hướng của Liên đoàn để sắp tới có thể mang Mô tô Việt Nam vươn tầm quốc tế được không ạ? Thực ra thì cái việc mà trở thành một trong những cái thành viên của Liên đoàn, các Liên đoàn đua mô tô quốc tế, đấy là cũng là ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi đang tiến hành qua hai hướng. Hướng thứ nhất là chúng ta sẽ nâng cao trình độ cái công tác tổ chức cũng như là cái chất lượng của các giải đua ở Việt Nam. Chúng ta biết là khi chúng ta làm được tốt việc đấy thì cái nội lực của chúng ta sẽ có. Nội lực càng nhiều thì chúng ta sẽ càng tự tin hơn. Chúng ta biết là với sự giúp đỡ của Honda Việt Nam, hiện tại thì chúng ta mặc dù chưa vào thành viên của FM nhưng chúng ta đã có một đội đua và đang thi đấu tại giải vô địch châu Á. Đó là một cái niềm rất là vui, và hiện tại thì các vận động viên Việt Nam mặc dù rất là trẻ, một đội đua rất trẻ, nhưng chúng ta cũng đã có được những cái thành công ban đầu và đã tạo được dấu ấn. Còn cái hướng thứ hai của chúng tôi đó là cố gắng huy động được các nguồn lực và tranh thủ được sự hỗ trợ của nhiều bên, có thể các tổ chức hoặc các cá nhân nữa, để chúng ta trở thành, đầu tiên là chúng ta trở thành thành viên của Liên đoàn đua xe mô tô châu Á. Đấy sẽ là cái bước khởi đầu để chúng ta tiến tới để trở thành thành viên của FIA trong tương lai gần. Vâng, xin được cảm ơn ông. Và theo như mình tìm hiểu thì giải đua ngày hôm nay cũng có vận động viên dưới 18 tuổi. Như vậy không biết là liên đoàn của chúng ta đã chuẩn bị cũng như là hỗ trợ như thế nào cho những vận động viên dưới 18 tuổi ạ? Thật ra thì trước đây như tôi có nói, cái tư tưởng của xã hội thì cũng còn rất nhiều ý kiến trái chiều đối với cả đua mô tô. Chính vì thế mà cũng có những quy định, ví dụ như vận động viên phải từ 18 tuổi trở lên, thậm chí vận động viên phải có bằng lái xe mới được quyền đua mô tô. Thực ra cái đấy nó là một ý kiến nó sai, bởi vì chúng ta biết là cái phạm trù đua xe mô tô và cái phạm trù sử dụng xe để lưu thông trên đường là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tập luyện ở trong và như thi đấu trong sân thì các vận động viên hiện tại có được cái sự bảo hiểm rất là tốt, cho nên là cái sự an toàn nó lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã quyết định là sẽ cho các vận động viên từ 16 tuổi được tham dự thi đấu ở các cái giải đua tại Việt Nam. Cái này thì nó sẽ giúp cho các vận động viên được phát triển từ nhỏ, được bước vào cái con đường chuyên nghiệp từ sớm, và họ sẽ có cơ hội hơn để phát triển cái thành công trong tương lai. Vâng, xin được cảm ơn ông rất nhiều. Về phía liên đoàn thì sắp tới không biết là trong tương lai liên đoàn sẽ chuẩn bị cũng như là sẽ có những kế hoạch như thế nào để có thể nâng chất được thế hệ vận động viên đua xe, những tay đua dưới 18 tuổi ạ? Thật ra cái khó khăn nhất của chúng ta bây giờ vào thời điểm này đó là chúng ta chưa có những cái hệ thống đào tạo vận động viên hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng đã tham gia một số các hoạt động ở nước ngoài, nhưng thực ra mà nói, ngay cả những nước có các phong trào mô tô rất phát triển ở Đông Nam Á, châu Á, ví dụ như Indonesia chẳng hạn, thì cái công tác đào tạo của họ nó vẫn mang tính kinh nghiệm, chứ nó chưa đưa vào thành một cái quy trình khép kín, nó tính chuyên nghiệp cao. Chúng ta cũng biết là nhiều khi người ta cứ nghĩ là đua mô tô chỉ là vì cái xe thôi, nhưng hoàn toàn không phải như thế. Một vận động viên đua mô tô họ cũng giống như một vận động viên bình thường, họ cần có sự phát triển từ nhỏ và có cái quá trình đào tạo. Chúng ta đang thiếu điều này, thậm chí là chúng ta cũng chưa có những huấn luyện viên thật sự.
Đây là cái mà chúng ta sẽ phải xử lý trong một tương lai gần. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để tìm được những cái phương pháp hoàn chỉnh, cũng như là phối hợp với cả các cái đơn vị họ có kinh nghiệm, đặc biệt là các đơn vị nước ngoài họ có kinh nghiệm, họ có trình độ và họ biết được cái cách thức để đào tạo vận động viên. Hiện tại thì may mắn là chúng ta cũng đã có được những trường đua, tức là khi có trường đua chúng ta có được cái cơ sở vật chất để chúng ta đào tạo vận động viên. Bây giờ cái mà cần đó là cái mà chúng ta cần cái tài liệu để chúng ta làm việc này, thì khi đó các vận động viên trẻ sẽ được tập luyện từ bé, và đó sẽ là cái hướng đích để các vận động viên sẽ tiến bộ lên. Thì chúng ta biết là ngay cả các giải chuyên nghiệp vậy thôi, cả MotoGP vậy thôi, thì các vận động viên mà đến tuổi là họ cũng không cho quá lớn, người ta cũng không cho để thi đấu nữa, bởi vì chúng ta biết đua mô tô nó giống như, theo quan điểm tôi nó giống như là thể dục dụng cụ vậy thôi, các vận động viên thể dục dụng cụ cũng phải phát triển từ rất là bé, thì các vận động viên mô tô cũng vậy. Thì đấy là tương lai mà chúng tôi muốn, và cũng hy vọng rằng là trong một thời gian ngắn thì liên đoàn sẽ làm được việc này để giúp cho các vận động viên trẻ có được cái định hướng tốt hơn, và họ sẽ có được cái chúng ta sẽ xây dựng chắc hơn cái nền cho sự đua một xe mô tô của Việt Nam. Vâng, rất tuyệt vời, và đó cũng là những chia sẻ rất ý nghĩa. Xin được cảm ơn ông rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho giải đấu ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh tại trường đua tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Vâng, xin chào các khán giả đang đến với giải đấu Việt Nam Motor Racing Championship 2019. Xin chào các khán giả ở trường đua cũng như là những bạn đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Chúng ta đang chuẩn bị đến với trận đua đầu tiên ở thể thức đó là Plat 110. Và đây là một trận đua được dự đoán là vô cùng hấp dẫn, khi mà các tay đua đã sẵn sàng để chuẩn bị có được cho mình trận đua đầu tiên ngày hôm nay. Ở trên bảng xếp hạng của thể thức hạng mục Plat 110 thì Nguyễn Đức Thanh là tay đua đang chiếm ưu thế tương đối lớn, khi anh ta đã về nhất ở cả 3 trận đua đầu tiên với tổng điểm đang là 48. Người đứng thứ hai đó là Vũ Hoàng Nam với số đeo đó là số 4, đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 35 điểm. Đây sẽ là một trận đua mà Vũ Hoàng Nam sẽ cần phải cố gắng hết sức để có thể tạo nên bất ngờ ở trong trận đua thứ tư này. Quý vị và các bạn thân mến, và bên cạnh anh đây là một vận động viên đang sẵn sàng có thể bước vào trận đua thứ tư tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe là anh đã chuẩn bị như thế nào cho trận đua ngày hôm nay quý vị nhé. Xin chào anh ạ, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Dạ, em tên là Vũ Hoàng Nam, số đeo 04. Xin chào anh Nam, không biết là kết quả 3 trận đua trước của anh như thế nào ạ? Dạ, kết quả 3 trận đua trước của em là trận 1 hạng 3, trận 2 hạng 3 và trận 3 hạng 2. Đó cũng là một kết quả rất là ấn tượng đúng không ạ? Như vậy thì ngày hôm nay anh đã chuẩn bị tâm lý như thế nào khi mà bước vào trận thứ tư ạ? Dạ, em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ạ. Tâm lý rất tốt đúng không nào? Vậy thì anh nghĩ là ngày hôm nay kết quả của mình sẽ như thế nào? Anh hy vọng ra sao ạ? Dạ, em hy vọng em có thể đạt được thành tích cao nhất trong trận 4 này. Cảm ơn anh Nam rất nhiều, và chúc cho anh Nam sẽ thi đấu thật tốt, đạt được kết quả như ý muốn. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc cho anh thi đấu thật tốt. Vâng thưa quý vị, và bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với hình ảnh tại trận thứ tư giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Xin mời. Cơ hội thi đấu quốc tế đã giúp cho Đức Thành cải thiện được rất nhiều nền tảng kỹ thuật lẫn nhãn quan chiến thuật. Và đây là cơ hội để anh tiếp tục thể hiện được tài năng của mình ở trong giải đua Việt Nam Motor Racing Championship 2019. Hiện tại thì các tay đua đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu trận đua đầu tiên của ngày hôm nay.
Trước tiên thì các tay đua sẽ tiến hành vòng đua để tiến về vị trí xuất phát của mình. Những kiểm tra cuối cùng của các kỹ thuật viên đối với trang phục của các tay đua. Ngày hôm nay thì cũng có rất đông những khán giả đã có mặt ở tại trường đua 2K của tỉnh Bình Dương để theo dõi giải đấu được tổ chức ở đây. Như vậy các tay đua đã bắt đầu tiến vào vòng chạy để hướng đến vị trí xuất phát của mình. So với phiên bản thương mại thì những chiếc Blade 110cc của các tay đua đã được cải tiến hơn về gia tốc cũng như là tốc độ. Đây cũng là cơ hội để cho các tay đua có thể làm nóng người trước khi bước vào vòng đua chính thức của mình. Ở trong chặng đua thử và phân hạng vào sáng nay thì Đinh Văn Toàn sẽ là người giành lấy vị trí xuất phát đầu tiên với thành tích tốt nhất, đó là 49 giây 039, và xếp thứ hai đó chính là Nguyễn Đức Thành. Sau 17 vòng phân hạng thì anh đã có được cho mình thành tích đó là 49,02 giây. Nguyễn Đức Thành chính là tay đua được đánh giá rất cao ở thể thức hạng mục Blade 110. Và giờ đây chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu cuộc đua đầu tiên của ngày hôm nay, hạng mục Blade 110. Và trước mắt các bạn đang xem qua màn ảnh nhỏ đó là vị trí xuất phát của các tay đua với Đinh Văn Toàn, Nguyễn Đức Thành và Vũ Hoàng Nam ở rau 1. Ở rau 2 sẽ là Nguyễn Minh Di, Nguyễn Mạnh Phát và Phan Minh Phụng. Ở rau 3 là Nguyễn Minh Khôi, Hồ Ngọc Trí, Nguyễn Đình Duy, và hai tay đua ở rào 4 đó chính là Lê Hoàng Khang và Nguyễn Thành Lợi. Và như vậy các tay đua đã chính thức bước vào cuộc đua ngày hôm nay. Bước vào vòng đua làm nóng này thì các tay đua sẽ tiếp tục có cho mình những khởi động, những sự khởi động đầu tiên trước khi một lần nữa bước vào vạch xuất phát để tiến hành cuộc đua chính thức. Và như vậy một vòng khởi động nữa đã được thực hiện rất nhanh. Một lần nữa các tay đua sẽ bước vào vị trí xuất phát của mình.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Với thành tích khá tốt ở trong vòng đua phần hạng thì Đinh Văn Toàn sẽ có cơ hội để có thể có được cho mình đó là thành tích pole to win. Tuy nhiên chúng ta cần phải chờ xem. Và như vậy cuộc đua đầu tiên của ngày hôm nay đã chính thức được bắt đầu. Ngay lập tức thì số 2 đó là Nguyễn Đức Thành đã cho thấy được khả năng của mình với một tình huống vượt lên ngay từ phút cua đầu tiên. Đức Thành là tay đua đang mang trên mình số đèo là số 2. Và ngay lập tức anh đã chứng tỏ được phong độ đang rất cao của mình với nhanh việc nhanh chóng bước lên phía trước. Ở thách thức hạng mục Lab 110 chúng ta sẽ có 12 vòng đua. Vẫn đang duy trì được một khoảng cách tương đối an toàn đó là Đức Thành. Tay đua đang có phong độ rất cao ở hạng mục Lab 110 vẫn đang duy trì được phong độ của mình. Ở vị trí thứ 5 đang là Nguyễn Minh Di, một tay đua vẫn còn rất trẻ của thể thức Plat 110 này. Anh là tay đua mới sinh năm 2002 mà thôi. Ở vị trí dẫn đầu thì Đức Thành vẫn đang duy trì được một khoảng cách tương đối an toàn so với người thứ hai. Dù trước khi cuộc đua diễn ra đã có một cơn mưa tương đối là nặng hạt ở trên trường đua 2K của tỉnh Bình Dương, tuy nhiên điều này có vẻ như không ảnh hưởng quá lớn đến phong độ hiện tại của số 2. Thì Minh Di và Mạnh Thác vẫn đang tiếp tục có một cuộc tranh đấu ở vị trí thứ 3. Văn Toàn vẫn đang cực kỳ nỗ lực trong việc bám đuổi Đức Thành cho vị trí đầu tiên của hạng mục Lab 110. Trong khi đó ở ngay vị trí tiếp theo lần lượt đó là Minh Di, Mạnh Phát và Minh Phụng.
đầu đã có được một khoảng cách tương đối là an toàn so với những tay đua ở vị trí còn lại. Hiện tại thì Minh Di đang xếp thứ tư ở trên bảng xếp hạng tổng của hạng mục LED 110 sau 3 vòng đấu đầu tiên với thành tích đó là 29 điểm. Hiện tại thì anh chàng này vẫn đang tiếp tục nỗ lực để cải thiện được thành tích của mình ở trên bảng tổng sắp. Đức Thành và Văn Toàn vẫn đang tạo được một khoảng cách khá xa so với ba vị trí tiếp theo, đó là vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm. Như vậy đã có một tình huống vượt khá tốt đến từ Minh Phụng ở trong phút cua này. Và mọi thứ đã thay đổi rất nhanh khi mà Minh Duy đã rơi xuống vị trí thứ năm. Minh Phụng trong một tình huống tận dụng tốt thời cơ đã có một pha bứt lên rất hay và hiện tại anh đang chiếm lấy vị trí thứ ba ở trên đường đua. Chính sự so kè của ba tay đua ở vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm đã giúp cho hai người dẫn đầu đó là Đức Thành và Văn Toàn vẫn đang tạo được một khoảng cách vô cùng an toàn. Tuy nhiên cuộc chiến giành lấy vị trí cuối cùng ở trên bục podium đang rất là khốc liệt. Hiện tại thì Minh Phụng vẫn đang giữ tốt lấy vị trí thứ ba của mình. Và ở phía sau anh vẫn là tay đua có số áo 16, đó là Nguyễn Mạnh Phát. Và tiếp theo là Minh Di. Trong khi đó ở vị trí dẫn đầu thì Đức Thành vẫn đang là vô cùng hoàn hảo màn trình diễn của mình. Hiện tại thì ở vị trí số 6 đó chính là Vũ Hoàng Nam. Tay đua có số đeo là số 4. Tại thì với màn trình diễn ổn định thì Minh Phụng vẫn đang giữ được rất an toàn vị trí thứ ba của mình. Hai người dẫn đầu vẫn đang là Đức Thành và Văn Toàn. Chỉ còn 3 vòng đua nữa thì hạng mục LED 110 sẽ có kết quả cuối cùng. Các tay đua vẫn đang cố gắng giữ chắc lấy vị trí của mình và với những tay đua ở những thứ hạng sau họ đang nỗ lực để vươn lên. Chỉ còn 2 vòng đua nữa thôi. Ở phía trên thì Đức Thạch và Văn Toàn còn đang tạo được một khoảng cách vô cùng an toàn so với nhóm còn lại. Vì những người dẫn đầu thì vẫn đang xây chắc được vị trí của mình. Vòng đua cuối cùng đang có một tình huống xử lý đến từ Minh Phụng và vẫn đang bảo toàn tốt được vị trí thứ ba mặc cho nó được vượt lên đến từ Mạnh Phát.
tiến đến những khúc cua cuối cùng, đó là số 2 Nguyễn Đức Thành. Và đây là lá cờ vạch đích đã được vẫy lên và Đức Thành đã có được màn trình diễn hoàn hảo để khép lại 4 vòng đua đầu tiên của hạng mục Lan 110 với thành tích đó là toàn thắng. 16 điểm tiếp theo đã được cộng vào bảng điểm của Đức Thành, giúp anh nâng tổng điểm của mình ở trên bảng tổng sắp lên thành 64 điểm tuyệt đối sau 4 round đầu tiên của hạng mục LED 110. Phong độ rất ổn định của số 2. Về thứ hai đó là Văn Toàn với 13 điểm có được ở trong round 4 này, thì Văn Toàn sẽ cải thiện nhiều hơn nữa thành tích của mình ở trên bảng xếp hạng tổng. Trước khi vòng đua này diễn ra thì Văn Toàn đang có 13 điểm và sau khi round 4 kết thúc thì anh ta sẽ có được 26 điểm và tạm thời vươn lên xếp thứ 6 ở trên bảng xếp hạng của hạng mục LED 110. Một lần nữa xin chúc mừng Nguyễn Đức Thành với màn trình diễn phong độ cao và rất ổn định của mình ở round 4 này. Chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc khi về đích đến từ Nguyễn Đức Thành. Khoảng cách rất an toàn so với người về thứ hai, đó là Văn Toàn. Như vậy là chúng ta đã biết được tay đua về đích đầu tiên ở hạng mục LED 110cc, đó chính là tay đua Nguyễn Đức Thành. Xin được chúc mừng Thanh ạ. Thanh ơi, cảm xúc hiện tại của Thanh là như thế nào? Cảm xúc hiện tại bây giờ em rất là vui. Và không biết là Thanh nghĩ là điều gì đã giúp cho mình đạt được chiến thắng về nhất, vượt qua rất là nhiều những tay đua rất là xuất sắc khác. Dạ, em có một điều là phải luôn cố gắng học hỏi để nâng tầm trình độ của mình lên nữa. Cảm ơn Tâm. Và hồi nãy Man cũng thấy là ở những cái đoạn cua rất là khó, thì không biết là Tâm đã xử lý kỹ thuật như thế nào, có thể chia sẻ cho Man cũng như là quý vị khán giả được biết được không ạ? Dạ, cũng là những kỹ thuật ôm cô để có những tư thế đẹp và đi cua mượt hơn. Rồi, cảm ơn Thanh rất là nhiều. Một lần nữa chúc mừng Thanh đã giành chiến thắng ở hạng mục 100 Black 110cc ngày hôm nay. Chúc mừng Thanh nhé. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hình ảnh tại trường đua để chúng ta có thể chuẩn bị bước vào hạng mục tiếp theo, đó chính là hạng mục MSS 125cc. Chúng ta đang được nhìn lại ba gương mặt đã We'll be right back.
như vậy là chúng ta chuẩn bị chứng kiến hình ảnh tại đường đua ở hạng mục MSX 125cc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện một tay đua có thể nói là rất là điển trai thưa quý vị, tay đua Nguyễn Nhật Trường, để xem là anh đã chuẩn bị tâm lý như thế nào để có thể chuẩn bị cho đường đua ngày hôm nay nhé. Xin chào Trường, ngày hôm nay thì Trường hiện tại cảm xúc của Trường như thế nào ạ? Dạ em rất là vui vậy, khi mà mình đã có một buổi phân hạng rất là thành công. Rồi có thể cho em hỏi là kết quả ba trận trước của Trường như thế nào không? Dạ kết quả ba trận trước của em thì trận vừa rồi ở Đài Nam thì em bị té ngay vòng đua đầu tiên nên là em không có điểm ở trận đó. Còn hai trận trước thì em cũng đã cố gắng hết sức. Như vậy thì ngày hôm nay mình sẽ rút kinh nghiệm gì để có thể bước vào trận thứ tư? Dạ em cứ cố gắng hết mình thôi, rồi tới đâu nó tới. Rồi, cố gắng hết mình, tới đâu thì tới. Và đó chính là slogan của Nguyễn Nhật Trường, tay đua của chúng ta chuẩn bị bước vào đường đua MSX 125cc thưa quý vị. Như vậy thì Man sẽ được chúc cho Trường cũng như là tất cả tay đua chuẩn bị bước vào đường đua ngày hôm nay MSX 125cc sẽ thi đấu thật là tốt nhé. Chúc bạn sẽ thi đấu thật tốt nha. Vâng thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh trường đua với phần bình luận của bình luận viên Minh Huy. Và như vậy chúng ta chuẩn bị bước vào chặng đua tiếp theo của ngày hôm nay ở hạng mục MSX 125. Ở bảng xếp hạng sau 3 trận đấu đầu tiên thì tay đua đang dẫn đầu hạng mục MSX 125 đó là Nguyễn Ngọc Nhân với số đầu là 77. Thì anh ta đang có tổng điểm đó là 36 điểm. Đứng thứ hai cũng rất xích sao thôi với 33 điểm đó là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa với số đèo là 76. Và số 60 là Lê Vũ Trường Giang cùng với Trần Minh Luân đang lần lượt xếp thứ 3 và 4 ở trên bảng xếp hạng tổng với 32 điểm, tức là thành tích không quá chênh lệch so với người dẫn đầu. Đây chắc chắn sẽ là một chặng đua vô cùng hấp dẫn. Các tay đua sẽ rất quyết tâm để cạnh tranh cho ngôi vị dẫn đầu bảng tổng sắp. Hạng mục MSX 125 là hạng mục mà trình độ của các tay đua đồng đều nhất của giải Việt Nam Motor Racing 2019. Qua đó nó cũng sẽ giúp cho mức độ cạnh tranh cũng sẽ là gay gắt nhất. Và những người hâm mộ cũng như là giới chuyên môn cũng sẽ rất khó dự đoán được tay đua nào sẽ chiếm được ưu thế. Vì ở chặng 4 sắp tới mọi thứ được cho là rất khó lường. Bởi vì trường đua 2K ở tỉnh Bình Dương được coi là trường đua sinh ra để dành cho Honda MSX 125. Và một lần nữa thì ở trường đua 2K, yếu tố thời tiết đang nâng tầm thêm độ khó cho các tay đua. Mưa đã một lần nữa rơi ở trên trường đua 2K ở tỉnh Bình Dương. Và cơn mưa này thậm chí còn khá lớn nữa. Ngoài mưa nặng hạt thì sức gió cũng là một yếu tố đang gây ảnh hưởng. Chúng ta có thể thấy được những lá cờ ở trên sân đang bay với một mức độ khá cao. Từ đó cho thấy được sức gió ở trường đua 2K đang trở nên rất lớn.
Vâng, như vậy sau một khoảng thời gian trải qua một cơn mưa lớn tại trận đua 2K khiến cho cuộc đua bị hoãn lại, thì giờ đây chúng ta đã trở lại được với hạng mục MSX 125. Hạng mục được xem là hấp dẫn và có sức cạnh tranh quyết liệt nhất của round 4 giải Việt Nam Motor Racing Championship năm 2019. Các đua đã có mặt ở đường pit để chuẩn bị bước vào vòng đua khởi động. Hiện tại thì mưa vẫn còn rơi, tuy nhiên nó đã không còn lớn như trước nữa và sức gió cũng đã phần nào giảm đi, sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đến những tình huống xử lý của các tay đua.
Như đã nói thì khoảng cách giữa vị trí thứ tư cho đến vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tổng cũng chỉ có đúng 4 điểm mà thôi. Nên đây chắc chắn sẽ là một vòng đua hết sức gay cấn và rất quan trọng đối với các tay đua có mặt ở trong hạng mục MSX 125. Những kiểm tra cuối cùng trước khi bước vào starting lap. Đây sẽ là vòng khởi động thôi để các tay đua bước vào vạch xuất phát, rồi sau đó sẽ đến vòng làm nóng. Như đã nói thì ở vòng đấu này thì Nguyễn Ngọc Nhân chắc chắn sẽ cố gắng thể hiện hết mình để bảo toàn được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tổng. Ở trong vòng đua phân hạng thì Nguyễn Nhật Trường tay đua có số đeo đó là 70 đã có thành tích tốt nhất với 47 giây 172. Người đứng thứ hai cũng rất xích sao đó là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa với 47 giây 695. Các tay đua như Đoàn Đức Giang, Lê Vũ Trường Giang và Nguyễn Ngọc Dân sẽ lần lượt xếp ở những vị trí xuất phát tiếp theo với thời gian lần lượt là 47 giây 832, 47 giây 914 và 47 giây 918. Tất cả đều là một khoảng cách rất xích sao mà thôi. Các tay đua sẽ tiến vào điểm xuất phát của mình trước khi bước vào vòng đua làm nóng warm up. Chắc chắn rằng do yếu tố mưa rơi tương đối nặng hạt đã khiến cho trường đua bị ướt khá nhiều, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến yếu tố chuyên môn của hạng mục MSX 125 này. Và đây là bảng vị trí xuất phát của các tay đua dẫn đầu ở round 1, đó là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và Đoàn Đức Giang. Round 2 sẽ lần lượt là Lê Vũ Trường Giang, Nguyễn Ngọc Nhân và Hoàng Quốc Hiếu. Ở rào 3 sẽ là Lê Hoàng Phi Phụng, Trần Minh Luân, Nguyễn Minh Nam. Và ở rào 4, rào cuối cùng đó là Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Nhật Nam và Nguyễn Văn Thịnh. Như vậy, tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng của hạng mục MSX 125 đó là Nguyễn Ngọc Nhân. Sẽ có vị trí xuất phát trong ngày hôm nay, đó là vị trí thứ 5. Đây cũng là một thách thức để cho anh có thể thể hiện được bản lĩnh của mình. Như vậy, qua hút lap của các tay đua, vòng đua làm nóng đã được bắt đầu. Các tay đua sẽ tiến vào
vị trí xuất phát của mình trước khi cuộc đua chính thức của hạng mục MSX 125 bắt đầu. Người đang có lợi thế giành pole đó là Nguyễn Nhật Trường. Và các vị trí xuất phát ở round 1 còn lại sẽ lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và Đoàn Đức Giang, với các số hiệu lần lượt là 70, 78 và 61 trên áo của các tay đua. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để cho hạng mục MSX 125 cuộc đua thứ hai ở trong ngày hôm nay được bắt đầu, và vẫn là 12 vòng đua ở phía trước để cho các tay đua có thể cạnh tranh và thể hiện tài năng của mình. Như vậy cuộc đua MSX 125 đã chính thức diễn ra, và ngay lập tức đã có những sự vượt lên đến từ số 76 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Ngay trong những khúc cua đầu tiên thì ở cả hai hạng mục vừa qua thì đều đã có những sự tranh chấp đầu tiên. Người vẫn đang ở vị trí thứ hai đó là Nguyễn Nhật Trường. Tay đua có số đèo là 70. Điều kiện thời tiết xấu cũng là một thách thức, tuy nhiên nó cũng là một điểm để cho các tay đua có thể thể hiện bản lĩnh của mình. Người đang ở vị trí thứ ba đó là Nguyễn Ngọc Nhân, tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng của em FSX 125. Hai tay đua vẫn đang cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu của ngày hôm nay, vẫn đang là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và Nguyễn Nhật Trường với số đèo lần lượt là 78 và 70. Nhật Trường là tay đua đang sở hữu cho mình chiếc MSX màu trắng. Vẫn là một sự cạnh tranh hết sức gắt gao giữa hai tay đua. Còn 10 vòng đua nữa ở phía trước. Đã có một tình huống vượt lên đến từ hai vị trí dẫn đầu tiên. Còn ở top sau thì vẫn là một sự cạnh tranh gắt gao giữa Lê Vũ Trường Giang và Nguyễn Ngọc Nhân. Như vậy ở trong tình huống vừa qua thì đã có một sự bước lên đến từ Nguyễn Nhật Trường, tuy nhiên anh ta đã bị trượt ngã ở trong khúc cua vừa rồi. Và Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã nhanh chóng chiếm lấy thời cơ để bước lên và tạo ra một khoảng cách tương đối an toàn so với nhóm bám đuổi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý ở trong khúc cua vừa rồi đã khiến cho Nhật Trường bị đá ngã. Tuy nhiên ở trong tình huống sau đó thì đã tiếp tục có một tay đua khác bị đá ngã trên đường đua. Rõ ràng là điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho cuộc đua này trở nên đầy thách thức đối với các tay đua ở trong hạng mục MSX 125. Ở khi dẫn đầu vẫn đang là Đăng Khoa. Anh vẫn đang tạo được một khoảng cách rất an toàn so với những tay đua ở phía sau. Như vậy sau khi bị ngã ở trong tình huống trước đó thì Nhật Trường cũng đã trở lại. Còn lại 9 vòng đua ở phía trước dành cho các tay đua để tiếp tục thể hiện được tài năng của mình.
Hiện tại thì Nguyễn Công Nhân và Trần Minh Lương vẫn đang tiếp tục cạnh tranh cho mình vị trí ở trên đường đua. Chúng ta đang được xem lại tình huống đá ngã của các tay đua ở trong những vòng vừa qua. Hiện tại thì người vẫn đang dẫn đầu đó là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa với số đèo 78 và Nguyễn Ngọc Nhân là 77. Nguyễn Ngọc Nhân sau một khoảng thời gian khó khăn, hiện tại anh đã vươn lên để chiếm lấy vị trí thứ hai và vẫn đang cạnh tranh vô cùng quyết liệt với những tay đua đang bám đuổi mình ở phía sau. Và từ Đăng Khoa đang tạo được cách an toàn thì nhóm bám đuổi vẫn đang so kè nhau rất quyết liệt. Nhân đang chịu sự đeo bám đến từ trong bên luân. Hiện tại vị trí thứ ba đã thuộc về Quốc Thiếu sau một tình huống vượt thành công với Trần Minh Luân. Minh Nam và Phi Phụng đang là lượt xếp ở vị trí thứ 5 và thứ 6 với số đèo lần lượt là 72 và 74. Của Ngọc Nhân và Quốc Hiếu cùng với Bình Luận vẫn đang tạo ra năm tay đua đang cạnh tranh rất quyết liệt cho từng vị trí. Và hiện tại thì Trần Minh Luân đã vươn lên vị trí thứ ba sau Nguyễn Ngọc Nhân. Trong khi đó thì Đăng Khoa vẫn đang một mình một người băng băng ở vị trí dẫn đầu, còn 8 vòng đua nữa ở phía trước. Và sau khi tập luyện thì còn 6 vòng thôi. Vẫn là một cuộc đeo bám rất quyết liệt ở tốt thứ hai. Ngọc Nhân vẫn đang giữ được vị trí của mình một cách ổn định, mặc cho sự đeo bám đến từ các đối thủ là rất rác. Ôm cua nữa và Trần Minh Luân vẫn đang giữ được vị trí của mình. Sau đó là số 73 Phạm Thanh Bảo đang nỗ lực bám đuổi vị trí của Trần Minh Luân rất quyết liệt. Trong khi đó thì Ngọc Nhân vẫn đang cho thấy được sự bình tĩnh, vẫn đang giữ chắc được vị trí thứ hai của mình. Còn lại 4 vòng đua nữa thôi. Vẫn đang là những tình huống cạnh tranh rất quyết liệt cho vị trí thứ ba và số 72 đó là Nguyễn Minh Nam đã vượt lên thành công để chỉ chịu xếp sau Ngọc Nhân. Liên tiếp là các tình huống xử lý của các tay đua cạnh tranh rất quyết liệt cho vị trí thứ ba. Đua rất trơn. Ngọc Nhân vẫn đang giữ được rất tốt vị trí thứ hai của mình và Nhật Trường đã vươn lên. Nhật Trường sau thời gian khó khăn sau khi bị đá ngã thì giờ đây anh đã vươn lên để chiếm lấy vị trí thứ ba. Một nỗ lực có thể nói rằng rất đáng khen đến từ số 70. Xếp sau lần lượt là Thanh Bảo và số 74 Phi Phụng. Còn lại 3 vòng đấu nữa, 3 vòng đua nữa. Rất tuyệt vời, một tình huống và rất tốt của
thực sự là một tình huống cho thấy được sự xuất sắc của Nhật Trường. Bị té ngã đã từng có thời điểm Nhật Trường xếp ở vị trí thứ 11 nhưng giờ đây anh đã vươn lên vị trí thứ 2. Một đùa cho thấy được bản lĩnh của Nhật Trường. Chỉ còn 2 vòng đua nữa thôi và người dẫn đầu là Đăng Khoa vẫn đang băng đăng, băng băng về đích. Đúng với dự đoán của giới chuyên môn thì rõ ràng hạng mục MX125 thực sự diễn ra vô cùng hấp dẫn và rất khó đoán. Giữa Thanh Bảo và Ngọc Dân, và vừa rồi ở trong một tình huống bò cù tút thì Thanh Bảo đã vượt lên so với Ngọc Dân, đẩy số 77 xuống vị trí thứ 4. Thanh Bảo cũng đã cho thấy được sự tập trung và tận dụng tốt thời cơ. Cả đường chúng ta chỉ còn một vòng nữa thôi và phía trên vẫn đang là Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Và như vậy thì Nguyễn Hoàng Đăng Khoa đã cán đích ở vị trí đầu tiên ở hạng mục MX125. Một chặng đua cho thấy được sự ổn định trong phong độ của Đăng Khoa. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã thấy được sự nỗ lực của Nhật Cường để vươn lên. Và cuối cùng thì anh cũng đã đạt được điều mong muốn, đó là vị trí thứ 2 chung cuộc. Và đang được chứng kiến những tay đua cuối cùng tiến về đích. Như vậy với việc có được vị trí đầu tiên trong ngày hôm nay thì Nguyễn Hoàng Đăng Khoa sẽ có thêm 16 điểm ở trong bảng tổng sắp và vươn lên dẫn đầu với 49 điểm. Anh lần lượt có được 10 điểm ở trận đua đầu tiên, 7 điểm ở trận đua thứ hai, 16 điểm ở cả hai trận đua thứ ba và thứ tư. Đây là ba bước lên bục podium của hạng mục MSX125. Người xếp thứ hai đó là Nhật Trường với số đầu 70. Chúng ta hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc về đích khá dễ dàng của Đăng Khoa ở trong trận đua hạng mục MSX125. Phần lớn thời gian của trận đua này thì anh đã một mình một ngựa dễ dàng sau tình huống trượt ngã đáng tiếc của Nhật Trường. Dù vậy thì với nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ thì Nhật Trường cũng đã hoàn tất trận đua với vị trí thứ hai chung cuộc. Thưa quý vị, quá kịch tính, quá hấp dẫn tại chặng đua vừa rồi. Thật sự là mấy anh nghẹt thở khi mà chứng kiến những tay đua của chúng ta ôm cua. Và dường như là yếu tố thời tiết càng làm tăng thêm tính kịch tính tại đường đua vừa rồi MSX125cc. Thưa quý vị, và bên cạnh mấy anh đây là tay đua đã xuất sắc về nhất tại chặng đua ở hạng mục MSX125cc, đó chính là Đăng Khoa. Xin chào Đăng Khoa, xin chúc mừng Đăng Khoa đã về nhất tại chặng đua ngày hôm nay. Cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào ạ? Dạ, cảm xúc của em hiện tại bây giờ rất là vui. Và Đăng Khoa có điều gì muốn chia sẻ đối với gia đình và người thân đang theo dõi ngày hôm nay bạn thi đấu không? Em rất vui và chắc chiến thắng này em đem gửi về cho niềm vui này về cho đội và gia đình. Ngày hôm nay thì có ai đến cổ vũ cho Đăng Khoa không ạ? Dạ em đi chung với đội em.
Như vậy là đội của bạn ngày hôm nay sẽ rất vui và rất tự hào về chiến thắng của Đăng Khoa ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng Đăng Khoa nha. Yeah. Chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường đua và chuẩn bị đến với hạng mục tiếp theo cùng với bình luận viên Minh Huy. Xin mời. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với hạng mục tiếp theo của cuộc đua Việt Nam Motor Racing Championship 2019. Hạng mục dành cho xe Winner X. Hiện tại thì các tay đua đang có những chỉnh sửa cuối cùng ở khu vực đường pit trước khi bước vào chặng đua, chính xác hơn là bước vào cuộc đua thứ 3 ở trong ngày hôm nay. Ở thể thức Winner 150 thì người vẫn đang đứng đầu bảng tổng sắp đó là Lê Hùng Hữu Tính với số đèo là 49. Và hiện tại anh đang có tổng điểm là 45 ở trên bảng xếp hạng tổng, sau là 16 điểm ở 3 chặng đua đầu tiên. Điều đó tức là anh đã có 2 lần về nhất và 1 lần về nhì. Người đang xếp thứ 2 ở trên bảng xếp hạng tổng đó là Nguyễn Anh Tuấn với số đèo là 47, với tổng điểm đó là 42. Đây là hai tay đua đã tạo được khoảng cách tương đối an toàn so với xếp sâu ở trên bảng tổng sắp, khi mà họ đang bỏ xa người xếp thứ 3 đó là Lê Phước Vinh lên đến 20 điểm so với vị trí thứ 2. Lê Phước Vinh hiện tại chỉ mới có 22 điểm thôi. Tuy nhiên với việc chặng đua vẫn còn ở phía trước đó là 2 vòng đấu nữa thì rõ ràng cơ hội là vẫn còn dành cho những tay đua ở phía sau. Dù vậy với phong độ đang ổn định của Lê Hùng Hữu Tính và Nguyễn Anh Tuấn thì rõ ràng là nó sẽ khiến cho những tay đua ở top sau phải thực sự cố gắng nếu muốn lọt vào top 3 tay đua tốt nhất của mùa giải năm nay. Bây giờ thì các tay đua sẽ tiếp tục và như vậy thì theo thông báo mới nhất của ban tổ chức thì do thời tiết mưa ảnh hưởng khá nhiều nên hạng mục của xe Winner 150 sẽ chỉ còn lại là 10 vòng đua thôi. Vòng đua giảm xuống cũng đồng nghĩa với việc các tay đua sẽ tăng sức cạnh tranh lên. Như vậy là chúng ta chuẩn bị đến với hạng mục thi đấu tiếp theo là Winner 150cc, và đây là hạng mục thi đấu được đánh giá chung là sẽ có những màn bứt phá rất là ngoạn mục, rất là hấp dẫn. Và bên cạnh anh đây cũng là một tay đua sẽ sẵn sàng để có thể chuẩn bị bước vào hạng mục Winner 150cc. Xin chào anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Xin chào quý vị, mình là Tô Hà Đông Nghi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay thì Nghi tham gia hệ đua Winner X 150 ở vòng 4 giải đua Việt Nam Motor Racing do Honda Việt Nam tổ chức. Dạ vâng, không biết là cảm xúc hiện tại của anh Nghi là như thế nào ạ? Trước khi đua thì Nghi rất là hào hứng để chuẩn bị cùng tranh tài với những anh em vận động viên khác. Như là anh chia sẻ là anh rất là hào hứng chuẩn bị đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ cho mấy anh cũng như là quý vị khán giả được biết là anh đã chuẩn bị cho giải thi đấu ngày hôm nay trong bao lâu không ạ? Nghi đã thi đấu chuyên nghiệp được 5 năm, và ngày hôm nay thì cũng như mọi lần đua thì trước khi đua thì Nghi đều chuẩn bị thể lực và tinh thần sẵn sàng để tham gia cuộc đua. Như vậy thì theo anh ngày hôm nay anh đặt ra mục tiêu như thế nào tại chặng đua này? Thì vòng này Nghi sẽ cố gắng đạt và có thể bước lên bục xếp hạng. Dạ vâng, chúc cho anh Nghi sẽ thi đấu thật tốt, đạt được kết quả như mình mong muốn, và cũng xin chúc cho những tay đua ngày hôm nay ở đây cũng sẽ thi đấu thật tốt các bạn nhé. Vâng thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh tiếp theo ở hạng mục Winner X 150 với phần bình luận của bình luận viên Minh Huy. Xin mời bình luận viên Minh Huy ạ.
Như vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào chặng đua thứ 3 trong ngày hôm nay, thuộc về hạng mục đó là Winner X150. Mẫu xe rất đẹp của Honda. Và hiện tại thì với thành tích ở cuộc đua phân hạng diễn ra vào sáng nay thì Nguyễn Anh Tuấn đang có được cho mình vị trí xuất phát đầu tiên, giành pole với thành tích là 45 giây 953. Người đứng thứ hai đó là Lê Hùng Hữu Tính với 46 giây 336. Và xếp thứ ba ở rau 1 đó là Nguyễn Minh Trí với 46 giây 910. Các đại đua sẽ tiếp tục bước vào starting lap. Những kiểm tra cuối cùng đã chuẩn bị hoàn tất và các đua sẽ chuẩn bị bước vào vòng làm nóng người. Đây là sự khác biệt của những chiếc Honda Winner 150 ở vòng 4 của cuộc đua năm nay, khi được bổ sung một thiết kế mới hứa hẹn sẽ tăng thêm sức hấp dẫn và sự cạnh tranh, và giúp cho những tay đua như là Lê Phước Minh, Nguyễn Vũ Tuấn Anh có thể phá vỡ kịch bản song mã của hạng mục này. Rõ ràng đây là một thiết kế rất đẹp mắt và các tay đua cũng đang rất háo hức để chờ đợi sự xuất hiện của nó. Với việc thay đổi xuống còn 10 vòng đua sẽ giúp cho sức cạnh tranh của hạng mục Winner 150 trở nên càng gay cấn hơn nữa. Sẽ không có chỗ cho những sai lầm và cần phải tận dụng tốt nhất những thời cơ để có thể bước lên trong những khúc bo cua. Các tay đua sẽ tiến vào vị trí xuất phát để nhận lấy vị trí của mình. Đây là vị trí xuất phát của các tay đua. Như đã nói thì đứng đầu vẫn là Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hùng Hữu Tính và Nguyễn Minh Trí. Ở rau 1, rau 2 gồm có Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Tiến và Tô Hà Đông Nghi. Ở rau 3 là Nguyễn Bá Tú Anh, Nguyễn Tiến Thành và Phạm Chánh Trực. Và đứng ở rào thứ tư đó là Lê Phước Minh và Lục Thế Hiển. Ở trong hai trận đua đã qua của hạng mục Plate và hạng mục MSX 125, chúng ta cũng đã được chứng kiến chung một cảnh đó là ngay từ những phút bứt tốc đầu tiên thì các tay đua đã nhanh chóng định hình lấy vị trí của mình. Rõ ràng những tình huống đề ba cũng rất là quan trọng. Và nếu như có các xuất phát không tốt thì ngay cả khi giành pole thì cũng chưa chắc có được cho mình một cái vị trí an toàn, vị trí tốt nhất ở trong cuộc đua. Các khán giả vẫn đang chờ đợi. Vẫn còn ở phía trước một vòng làm nóng nữa dành cho các tay đua trước khi chính thức bước vào cuộc đua thứ 3 ở trong ngày hôm nay. Mưa vẫn còn rơi ở trên trường đua 2K ở tỉnh Bình Dương.
Như vậy sau một vài chỉnh sửa nhỏ thì Kakadu đã sẵn sàng để tiến vào vòng làm nóng trước khi bước vào cuộc đua chính thức. Tiếp tục chứng kiến sự tranh chấp rất quyết liệt đến từ hai số đèo 49 và 47, đó là Lê Hùng Hữu Tính và Nguyễn Anh Tuấn. Ở trong cuộc đua phần hạng sáng nay thì Nguyễn Anh Tuấn đã làm tốt hơn một chút so với Hữu Tính và có được vị trí giành pole. Và như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào cuộc đua chính thức của hạng mục Winner 150 sau khi các thầy đua đã hoàn tất xong vòng làm nóng. Vẫn sẽ là tâm điểm đến từ cuộc đua sông mã giữa Hữu Tính và Anh Tuấn, nhưng chúng ta chờ xem liệu có bất ngờ nào khác xảy ra ở trong hạng mục này hay không. Anh Tuấn ở vòng đua này sẽ có đôi chút lợi thế với vị trí giành pole tại đua mang số đèo 47. Một lần nữa thì chúng ta hãy cùng nhìn lại vị trí xuất phát của các đua trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu. Và đây là cuộc đua thứ 3 trong ngày hôm nay, hạng mục Winner 150. Ngay khúc cua đầu tiên thì chúng ta thấy đã có một pha xử lý tốt đến từ số 47 Nguyễn Anh Tuấn. Anh đã bảo vệ tốt được tình huống xuất phát của mình và đảm bảo được vị trí đầu tiên. Và xếp thứ hai vẫn là cái tên quen thuộc Lê Hùng Hữu Tính. Vẫn là một cuộc so kè rất gay gắt đến từ cả hai cái đua này. Người đang xếp thứ ba ở trong hạng mục Winner 150 đó là Nguyễn Vũ Tuấn Anh với số đèo là 51. Và thứ tư đang là Nguyễn Hoàng Tiến với số 52. Và đứng thứ năm đó là số đèo 65. Chính xác hơn là số đèo 69 Nguyễn Minh Trí. Hiện tại thì Anh Tuấn và Hữu Tính vẫn đang so kè nhau từ chút một ở hai vị trí đầu tiên. Như đã nói thì với việc cuộc đua chỉ giảm xuống còn 10 vòng, không cho phép các cái đua có nhiều cơ hội để sai lầm. Họ sẽ có ít thời gian hơn để chuộc lỗi. Vẫn đang là bốn cái đua đang dẫn đầu lần lượt, đó là Anh Tuấn, Hữu Tính, Tuấn Anh và cuối cùng đó là Minh Trí. Bốn cái đua đang dẫn đầu. Vẫn tiếp tục là sự thống trị của Anh Tuấn ở vị trí dẫn đầu sau những tình huống xử lý ở những khúc cua rất chắc chắn. Anh vẫn chưa cho Hữu Tính có cơ hội để vượt lên phía trên. Vòng đua chúng ta còn lại 8 vòng nữa.
những đoạn đường thẳng thì cũng rất khó để các tay đua có thể tạo nên bất ngờ. Họ chỉ có thể tận dụng những khúc cua để thay đổi vị trí của mình. Hiện tại thì với những tình huống ôm cua rất tốt thì anh Tuấn vẫn đang dẫn đầu. 150 đang là một sự cạnh tranh rất xích sao, không có một khoảng cách quá lớn được các tay đua tạo ra ở nhóm đầu. Như vậy ở trong tình huống vừa rồi thì Vũ Vũ Đức Anh đã có một bước lên. Đứng thứ tư vẫn đang là số 69 Minh Trí. Cuộc đua còn lại 6 vòng nữa. Theo thời gian thì hai tay đua dẫn đầu đó là anh Tuấn và Hữu Tính đã bắt đầu tạo được đôi chút khoảng cách lớn hơn so với vị trí thứ ba. Tuy nhiên khoảng cách này lập tức có thể thay đổi nếu như hai tay đua dẫn đầu phạm sai lầm. Rất ổn định là như vậy. Ở trong vòng cua vừa rồi thì đã có một tình huống bước lên đến từ số 69 Minh Trí và đã chiếm lấy được vị trí thứ ba. 7 Nguyễn Vũ Tuấn Anh xuống vị trí thứ tư. Còn lại 5 vòng đua nữa và vẫn đang là người dẫn đầu anh Tuấn cùng với Hữu Tinh. Sau tình huống cán vào mặt đích vừa rồi thì chỉ còn lại là 4 vòng thôi. Và vị trí dẫn đầu lần lượt là anh Tuấn, Hữu Tinh và Minh Trí đã bắt đầu tạo được khoảng cách so với vị trí thứ tư đó là Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Và đeo bám Tuấn Anh rất sát ở phía sau đó là Tô Hà Đông Nhi với số đều là 27. Tốc độ đã bắt đầu được thể hiện nhiều hơn đến từ vị trí dẫn đầu đó là anh Tuấn. Những tình huống bò cua được xử lý vô cùng chắc chắn và chuẩn mực vẫn đang giúp cho anh Tuấn giữ được ngôi đầu của mình. Còn lại 3 vòng nữa. Cũng không khác so với vòng gần nhất thì ba vị trí dẫn đầu vẫn là anh Tuấn, Hữu Tính và Minh Trí, những người cũng đã có được lần lượt là ba vị trí tốt nhất ở trong vòng phân hạng. Như vậy ở trong top 7 tay đua đầu tiên thì cũng đã bắt đầu tạo được hai nhóm khác nhau với ba tay đua dẫn đầu và 4 tay đua bám sát phía sau. Vị trí thứ tư vẫn đang thuộc về Nguyễn Vũ Tuấn Anh và thời gian chắc hơn là số vòng còn lại vẫn là 2 vòng thôi. Cách giữa ba người dẫn đầu so với nhóm bám đuổi đã bắt đầu được tạo ra là vòng cuối cùng của hạng mục Winner 150. Và trong suốt phần lớn của những vòng đua vừa qua thì ba vị trí dẫn đầu vẫn không có sự thay đổi nào.
vị trí thứ tư. Vẫn đang có một cạnh tranh khá quyết liệt. Giữ vững được phong độ này thì chắc chắn vị trí dẫn đầu vẫn sẽ được giữ nguyên. Và chúng ta đang tiến đến vạch đích của Winner 150. Và đó là người dẫn đầu mang tên Nguyễn Anh Tuấn với số đạo 47. Và người thứ hai đó là số 49 Lê Hùng Hữu Tính. Và thứ ba bám rất sát phía sau đó là số 69 Nguyễn Minh Trí. Như vậy với phong độ ổn định được duy trì trong phần lớn cuộc đua vừa qua thì ba thi đua này đã hoàn toàn xứng đáng bước lên bục podium với ba vị trí dẫn đầu. Như vậy với việc có được thêm 16 điểm cho ra 4 của bảng xếp hạng này thì Nguyễn Anh Tuấn sẽ có được tổng cộng đó là 58 điểm. Và bằng điểm với lại Lê Hùng Hữu Tính, người về thứ hai ở cuộc đua ngày hôm nay. Lê Hùng Hữu Tính trước đó đang dẫn đầu bảng tổng sắp, nhưng với việc chỉ có được 13 điểm thì anh sẽ bằng điểm với lại Nguyễn Anh Tuấn. Còn đối với Nguyễn Minh Trí thì số 69 của chúng ta sẽ có thêm đó là 11 điểm. Đây là ba gương mặt bước lên bục podium: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Hùng Hữu Tính và Nguyễn Minh Trí. Các bạn thân mến, dường như là yếu tố thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay không làm giảm nhiệt cũng như là giảm đi tinh thần quyết tâm thi đấu của các vận động viên tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Và ở hạng mục Winner 150cc vừa rồi, thật sự chúng ta đã tìm ra được vận động viên xuất sắc nhất và anh ấy đang có mặt bên cạnh với anh Tuấn. Xin chào anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, không biết là cảm xúc hiện tại khi mà chúng ta đã về nhất tại trận đua ngày hôm nay là như thế nào ạ? Rất là vui mừng được thành tích tốt nhất của hôm nay. Sẽ cố gắng hết sức, trời thời tiết cũng mưa mà tôi vẫn cố gắng hết sức để chạy được cái thành tích tốt. Như vậy là không biết là ngày hôm nay ở những cái chặng cái khúc cua thì anh thấy là cái khúc cua nào là khó nhất và anh đã vượt qua như thế nào ạ? Nói chung mà cua nào nó cũng khó thì sẽ hết sức và hết khả năng ráng tập luyện và vượt qua những cái khúc cua đó. Dạ vâng ạ, như vậy thì cuối cùng anh có thể gửi một lời nhắn gửi đối với những cổ động viên đang cổ vũ anh, những gia đình, người thân, cũng như là những lời chia sẻ đến với các đồng nghiệp của mình được không ạ? Cảm ơn anh chị em và khán giả và đã cổ vũ cho tôi, và cảm ơn Honda Việt Nam đã tổ chức một cái giải thi đấu rất là chuyên nghiệp để cho tôi cố gắng rèn này thi đấu hơn. Và một lời nữa, anh có điều gì muốn chia sẻ đối với các vận động viên chuẩn bị bước vào hạng mục UB 130cc không ạ? Tôi chúc cho những vận động viên và một hệ quay 130cc được thành tích tốt nhất ạ. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng anh đã về nhất trong hạng mục ngày hôm nay. Chúc mừng anh nhé. Vâng thưa quý vị, và bây giờ như là lời nhắn gửi của anh Tuấn gửi đến các vận động viên ở hạng mục 130cc thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những vận động viên đến với trường đua ở hạng mục UB 130cc quý vị nhé.
Và các bạn thân mến, đây là vận động viên Duy Thông. Chỉ ít phút nữa thôi thì anh sẽ bước vào thi đấu ở hạng mục là UB130cc. Thì bây giờ không biết là cảm xúc của anh trước khi thi đấu là như thế nào ạ? Hiện tại cảm xúc của tôi là rất là phấn khởi và tôi để muốn thực hiện cuộc đua này do chính bản thân tôi. Dạ vâng ạ. Và ngày hôm nay nếu mà có thể giành chiến thắng thì không biết là anh sẽ muốn thi đấu hết mình và giành chiến thắng vì ai? Hôm nay tôi muốn chiến đấu hết mình về cuộc đua này, là tôi muốn giành chiến thắng cho đội đua của tôi, là đội đua Uma Racing. Dạ. Ngày hôm nay thì có ai đến cổ vũ cho mình không ạ? Rất là nhiều người bạn bè ở trên khán đài. Vậy thì có thể gửi một lời nhắn nhủ gì đó đối với những cổ động viên ngày hôm nay đến cổ vũ cho anh được không ạ? Tôi muốn nhắn là mọi người ơi hãy đừng về, trời mưa thì hãy nén lại để xem chúng tôi thi đấu để hoàn thành cuộc đua. Dạ vâng, cảm ơn anh Thông rất nhiều và chúc cho anh Thông sẽ thi đấu thật tốt ngày hôm nay nhé. Vâng thưa quý vị, và lời nhắn gửi của anh Thông cũng chính là lời nhắn gửi của mấy anh đối với quý vị khán giả, những ai đang xem livestream, vì ở những phút cuối của chương trình chúng ta sẽ còn những phần rất là bất ngờ, rất là hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ qua nhé, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những hình ảnh cực kỳ hấp dẫn tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Còn bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng đến với hình ảnh của chặng đua tại hạng mục UB130cc. Xin mời quý vị. Vâng, và như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng đến với cuộc đua cuối cùng trong ngày hôm nay ở hạng mục Underbone 130. Đây là một cuộc đua đang có diễn biến rất bất ngờ khi những tay đua đánh giá cao hơn và có trình độ cao như là đương kim vô địch Bùi Duy Thông hay Đoàn Trường Lợi đang có phong độ thi đấu không thực sự là quá tốt. Những người đang vươn lên tỏa sáng đó là Lê Trọng Vinh và Lê Phụng với hai vị trí dẫn đầu ở chặng 3 của Vietnam Motor Racing Championship 2019, thì hạng mục Underbone còn cho thấy được sự vươn lên ngoạn mục của Trần Hoàng Phúc khi anh giành chiến thắng tuyệt đối ở cả pole và podium. Liệu ở chặng 4 này thì những tay đua hàng đầu như Duy Thông và Trường Lợi có tìm lại được phong độ hay không thì chúng ta hãy chờ xem. Hiện tại ở trên bảng xếp hạng tổng thì Lê Trọng Vinh với số đèo là 23 đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 36 điểm. Và chỉ kém hơn anh 2 điểm đó là Lê Phụng. Còn Đoàn Trường Lợi cùng với Bùi Duy Thông thì đang có cùng điểm số đó là 32. Đó là 4 vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp của hạng mục Underbone 130. Vị trí thứ 5 và thứ 6 của Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Hoàng Thảo với số đèo là 10 và 37, lần lượt kém
đó là 9 và 11 điểm so với vị trí thứ tư của Bùi Duy Thông. Như đã thông báo của ban tổ chức trước đây thì hạng mục Underball 130 do bị ảnh hưởng từ thời tiết sẽ chỉ còn lại 8 vòng đua mà thôi. Và với 8 vòng đua này thì các tay đua sẽ càng phải cạnh tranh gắt gao hơn nữa cho những vị trí cao nhất ở trên bục podium. Hiện tại thì mưa cũng còn đang rơi khá nặng hạt ở trên trường đua 2K ở tỉnh Bình Dương. Ở hạng mục Underball 130 này thì bên cạnh sự cạnh tranh gay gắt đến từ các tay đua thì chúng ta còn được chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt không kém đến từ các câu lạc bộ. Những câu lạc bộ đang có lợi thế lớn nhất đó là KIT RCB UMA, hay còn gọi là Quý Chia Racing Team của Bùi Duy Thông, và tiếp đến đó là KIT RCB UMA Đông Nghi Racing Team của tay đua Tô Hà Đông Nghi. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta đến với những hình ảnh thi đấu tại hạng mục UB 130cc thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với ông Kamada là chuyên viên đến từ Nhật Bản quý vị nhé. Dạ vâng, xin chào ông. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Và không, ngày hôm nay có thể thấy là thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Như vậy thì với thời tiết này có ảnh hưởng gì lớn đối với các vận động viên của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Konnichiwa. ありがとう。今回参加してくれてありがとうございます。こんな天気でちょっと危険な とことか、危ないとことかありますか？アドバイスをお願いします。まあ確かにドライで走ってる時よりもレインの方がスリッピーですし、アクシデントは起こりやすい。はい。今まで VMRC は、天候に恵まれて雨のレースっていうのは初めてだったんですけど、ライダー驚くほど、スキルがあるので、自分が思ってたよりも、危ないアクシデントとかはなかったので、正直安心してます。Tất nhiên là đối với lại thời tiết này nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với là thời tiết khô. Và nhưng mà so với ảnh ấy, ảnh thấy là mọi người cái kỹ năng của mọi người đã lên rất là cao và không hề có nguy hiểm gì cả trong cái trận đấu ngày hôm nay mà anh đã thấy, nên là rất là mừng. Dạ vâng ạ, và theo như những gì mà mấy anh theo dõi thì thấy là tinh thần thi đấu của các vận động viên phải nói là ngày hôm nay rất là quyết tâm và thi đấu cũng rất là tốt. Vậy thì theo cá nhân của ông thì ông suy nghĩ như thế nào về tinh thần của các vận động viên ngày hôm nay? いや、自分も全く同じ気持ちで、まあこんな雨だからみんなちょっとブルーな気持ちになったりとかするかなと思ったんだけど、ひとたびバイクに乗るとみんなすごいエキサイティングな走りをしてくれて、でかついいバトルも見れて、やっぱベトナム人はいつもバイクに乗ってるだけ、雨の走りももしかしたら日本人よりもスキルがあって、うん、自分もすごく感心してるし、すごくこれは評価ができるレースです。Thật sự là anh Kamada rất là hào hứng đối với lại cái trận đấu ngày hôm nay dưới cơn mưa này mà mọi người vẫn rất là năng nổ và chạy đua rất là quyết liệt. Anh rất thực sự cảm thấy rất cảm động khi mà nhìn thấy một trận đấu quyết liệt và đầy tinh thần vui thế này. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Kamada. Thank you very much. Thank you very much. Và xin được cảm ơn bạn phiên dịch viên ạ.
Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi là những chia sẻ của ông Kamada, chuyên viên đến từ Nhật Bản, và chúng ta cũng đã thấy được là yếu tố thời tiết như thế nào cũng như là nó ảnh hưởng như thế nào đến với các vận động viên của chúng ta. Và bên cạnh đó thì càng thấy được hơn nữa là sự quyết tâm giành chiến thắng của các vận động viên tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 tại chặng thứ tư này. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại trường đua. Vâng, và như vậy chúng ta chuẩn bị bước đến cuộc đua cuối cùng trong ngày hôm nay của hạng mục Underbone 130. Và trước khi đến với cuộc đua này thì chúng ta hãy cùng nhìn lại kết quả của cuộc đua phân hạng diễn ra vào sáng nay. Thì người đã giành pole đó chính là Huỳnh Minh Sang ở team Đông Nghi, với việc có được thành tích là 46 giây 234. Lê Phụng là người xếp thứ hai với 46 giây 523, và giành lấy vị trí xuất phát thứ ba đó là Lê Trọng Vinh của team Thịnh Gò Vấp với thành tích đó là 46 giây 929. Những tay đua là lượt xếp tiếp theo ở trong bảng xếp hạng ở cuộc đua phân hạng sáng nay đó là Trần Hoàng Phúc và Bùi Duy Thông với lần lượt là 47 giây 113 và 47 giây 262. Hiện tại thì hai tay đua rất được chú ý đó là Bùi Duy Thông và Đoàn Trường Lợi chỉ có thể có được vị trí xuất phát thứ 5 và thứ 6 ở râu 2 thôi. Và đây là vị trí xuất phát của các tay đua trước khi bước vào hạng mục Underbone 130cc. Ở râu 3 lần lượt là Phạm Văn Thiện, Nguyễn Minh Thân và Võ Nhật Vinh. Râu 4 lần lượt là Trương Hồng Hậu, Nguyễn Vũ Tùng và Trần Công Phước. Như vậy các tay đua đã bước vào vòng chạy khởi động. Về bảng xếp hạng câu lạc bộ thì ngoài hai đội đáng chú ý đó là của Bùi Duy Thông và Đông Nghi Racing Team thì ở tấp sau đối mặt với sự xáo trộn lớn nhất là Thanh Hưng Bay. Bởi ở chặng 4 này tay đua đang có phong độ rất tốt là Lê Phùng sẽ chuyển qua thi đấu cho Mỹ Danh Mobile Cao Lãnh. Ngoài ra còn phải cho đến hàng loạt những cái tên đáng chú ý khác như là câu lạc bộ Hồng Spicy, câu lạc bộ Trường Thác 10 và câu lạc bộ Lộc Bình Racing Team. Và tất cả sẽ tập trung để cho các tay đua của mình có thể về nhất tại chặng 4. Như vậy rất nhanh thôi, vòng khởi động đã trôi qua và chúng ta sẽ đến lúc mà các tay đua nhận vị trí của mình và sau đó tiếp tục đến với một vòng làm nóng nữa. Ở trong chặng 3 của hạng mục Underbone 130, tức là ở vòng đua trước, thì Trần Hoàng Phúc đã giành lấy vị trí dẫn đầu với thời gian đó là 1:08:059. Và người về nhì ở vòng đua vừa qua đó lần lượt là Lê Trọng Vinh với thời gian là 1:08:990. Và đứng thứ ba là Bùi Duy Thông với 1:08:824. Hiện tại các tay đua vẫn đang bắt đầu bước vào một vòng làm nóng nữa trước khi chính thức tiến vào cuộc đua. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng rơi ở trường đua 2K Bình Dương.
Như vậy các bạn, như mọi thứ đã sẵn sàng để các cầu thủ bước vào vòng đua làm nóng cuối cùng trước khi tiến vào cuộc đua chính thức. Cuộc đua cuối cùng của ngày hôm nay, và đây là cuộc đua nằm ở hạng mục Underball 130. Chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh đến từ hai cây đua đang có được những khởi đầu ở vị trí đầu tiên. Đó lần lượt là Huỳnh Minh Sang và Lê Trọng Vinh. Và giờ đây các cây đua sẽ một lần nữa tiến vào vị trí xuất phát của mình để chuẩn bị bắt đầu cho cuộc đua chính thức. Như đã nói, người giành pole và cũng sở hữu cho mình lợi thế về vị trí xuất phát đó chính là Huỳnh Minh Sang của team Đông Nghi. Liệu anh có thể duy trì được phong độ tốt như là ở trong buổi phân hạng sáng nay hay không? Đó sẽ là câu hỏi mà chúng ta sẽ chờ Huỳnh Minh Sang giải đáp. Đứng ở vị trí xuất phát thứ hai đó là Lê Phụng của câu lạc bộ Mỹ Danh Mobile Cao Lãnh, và thứ ba là Lê Trọng Vinh của team Thịnh Gò Vấp. Đang có những chỉnh sửa về mặt kỹ thuật cuối cùng của các cây đua trước khi bước vào cuộc đua chính thức ngày hôm nay. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta tiến đến cuộc đua cuối cùng ngày hôm nay. Vẫn là những kiểm tra sau cuối được thực hiện. Như vậy, cuộc đua cuối cùng của Việt Nam Moto Racing Championship 2019 hạng mục Underball 130 đã diễn ra, và ngay lập tức chúng ta đã thấy được xuất phát rất tốt đến từ Huỳnh Minh Sang, tay đua có số đèo là 31. Anh đã cứ chiếm lấy được cho mình vị trí dẫn đầu, tận dụng tốt được việc có được pole ở trong cuộc đua phân hạng sáng nay. Huỳnh Minh Sang đã cho thấy được khả năng. Người đang xếp thứ hai sau Minh Sang cũng là Lê Phụng. Tay đua có số đèo là 14. Một lần nữa xin nhắc lại là chỉ có 8 vòng đua ở trong hạng mục Underball 130 thôi, giảm 2 vòng so với ban đầu vì yếu tố thời tiết. Đứng thứ tư đó là Đoàn Trường Lợi, người đang sau Minh Sang, Lê Phụng. À, số 23 đó là Lê Trọng Vinh. Vận động viên đang xếp thứ 5 đó chính là Phạm Duy Tân đến từ Thanh Hưng Vai. Sự ổn định đó chính là điều mà ba tay đua dẫn đầu đang thể hiện. Vẫn chưa có bất ngờ nào xảy ra.
Ở vị trí thứ tư vẫn là Đoàn Trường Lợi. Tuy nhiên ở trong khúc cua này chúng ta đã thấy được một sự biến chuyển đầy bất ngờ khi mà số 14 đó là Lê Phụng đã vươn lên dẫn đầu. Sự lý rất tốt của Lê Phụng và Huỳnh Minh Sang lại tiếp tục một cuộc so kè với Lê Phụng. Một thủ vượt qua được đối phương đến từ Huỳnh Minh Sang. Tuy nhiên số 23 đó là Lê Trọng Vinh cũng đang nỗ lực để chiếm lấy được cho mình vị trí thứ hai và đã làm được. Minh Sang vẫn đang dẫn đầu và đã bắt đầu tạo được một khoảng cách so với vị trí thứ hai đó là Lê Trọng Vinh, và Lê Phụng đã tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba. Và ở phía sau vẫn là Đoàn Trường Lợi, anh vẫn đang lầm lũi đeo bám và chờ thời cơ để bước lên. Tiếp tục là những cuộc so kè rất gắt giữa Huỳnh Minh Sang và Lê Trọng Vinh. Đã bắt đầu cho thấy được bản lĩnh của mình. Ngoài ra thì cũng là một sự quyết tâm để thay đổi vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng. Lê Trọng Vinh vẫn đang nỗ lực để vượt lên và sát phía sau đó là Lê Phụng. Ở vị trí thứ tư thì Đoàn Trường Lợi có vẻ như đã bị tạo ra một khoảng cách tương đối lớn. Và đoàn vẫn đang giữ được khoảng cách an toàn so với top thứ ba. Và từ đường dẫn đầu đã tắt top và Đoàn cũng đang giữ chắc được vị trí dẫn đầu. Mặc dù nỗ lực đeo bám của Lê Trọng Vinh. Một tình huống vượt rất tốt của Huỳnh Minh Sang, anh vẫn giữ được vị trí dẫn đầu của mình. Cattedo đang có những toàn tính về mặt chiến thuật và hiện tại vẫn là một tình huống mà Huỳnh Minh Sang xử lý tốt và đã có một sự thay đổi về vị trí thứ hai khi mà Lê Phụng đã vượt lên so với Lê Trọng Vinh. Cuộc đua này diễn ra vô cùng hấp dẫn, vẫn đang có những toàn tính và tận dụng thời cơ đến từ ba vận động viên dẫn đầu. Tuy nhiên sự tỉnh táo vẫn đang giúp cho Huỳnh Minh Sang có được vị trí dẫn đầu trong cuộc đua của anh Double 130. Chỉ còn lại 3 vòng đua mà thôi. Ở những vị trí theo sau thì vẫn chưa có nhiều sự biến chuyển. Tiếp tục là một tình huống bứt tốc nữa. Huỳnh Minh Sang vẫn dẫn đầu với pha cua hoàn hảo. Và Lê Trọng Vinh đã vượt được Lê Phụng ở trong tình huống vừa rồi. Rất quyết liệt và gay cấn, chỉ còn 2 vòng đua nữa mà thôi. Đây là cuộc chiến giữa Huỳnh Minh Sang và Lê Trọng Vinh đến từ Tiềm Đông Nghi và tỉnh Gò Vấp. Huỳnh Minh Sang đã bắt đầu tạo được một khoảng cách nhất định. Cuộc chiến cho ngôi đầu vẫn đang cạnh tranh vô cùng gay gắt. 2 vòng nữa. Và tiếp tục là một tình huống đua tốc độ giữa Huỳnh Minh Sang, Lê Phụng và Lê Trọng Vinh. Và đó là tình huống mà và bứt tốc rất tốt của Huỳnh Minh Sang vẫn giúp giành giữ được ngôi đầu. Vị trí thứ hai đã thuộc về Lê Phụng và thứ ba là Lê Trọng Vinh. Liên tục những sự thay đổi trong những vòng đấu vừa qua. Cuộc chiến ở hạng mục Underball 130cc vẫn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Sự ổn định đang là điều giúp cho Huỳnh Minh Sang có được vị trí dẫn đầu. Mặc dù những lực muốn bước lên đến từ Lê Phụng và Lê Trọng Vinh chỉ còn một vòng nữa. Tuy nhiên chắc chắn rằng ở tình huống bứt tốc này vẫn sẽ có điều đáng xem. Và đó lại là một tình huống thay đổi bảng xếp hạng. Tuy
Như vậy ở trong trận đấu về đích vừa rồi thì Huỳnh Minh Sang vẫn giữ được vị trí dẫn đầu, và thứ hai đó là Lê Phụng, và cuối cùng đó là Lê Trọng Vinh. Những pha cạnh tranh vô cùng quyết liệt cho đến những mét đường cuối cùng. Tuy nhiên với sự ổn định của mình trong phần lớn cuộc đua thì Huỳnh Minh Sang vẫn đang có được vị trí rất tốt. Anh đã về nhất của cuộc đua Underbowl 130cc. Huỳnh Minh Sang thực sự xứng đáng với thành tích này. Chúng ta hãy xem lại những mét đường cuối cùng được cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa Huỳnh Minh Sang, Lê Phụng và Trọng Vinh. Và đúng là trong pha quay chậm này chúng ta vẫn chứng kiến được Huỳnh Minh Sang là người dẫn đầu rất xích sao. Như vậy Huỳnh Minh Sang đã dẫn đầu với thành tích tổng đó là 6 phút 19 giây 532. Lê Phụng xếp thứ hai với mà thành tích rất xích sao đó là 6 phút 19 giây 567, và về thứ ba là Lê Trọng Vinh với 6 phút 19 giây 735. Đó đều là những con số cực kỳ xích sát nhau mà thôi, đặc biệt là vị trí của Huỳnh Minh Sang và Lê Phụng. Một cuộc chiến rất hấp dẫn, hoàn toàn xứng đáng để trở thành một cái hạ màn đối với cuộc đua năm nay ở thể thức Underbowl 130cc. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự là một chặng đua quá tuyệt vời, và mình cũng đã nghe các cổ động viên, các quý vị khán giả cũng đã chia sẻ là khi mà theo dõi chặng đua này thì tôi cảm thấy nổi da gà, và bản thân mình cũng như vậy, quá sức là hồi hộp. Và bên cạnh mình đây là số 31 Huỳnh Minh Sang, đã là vận động viên xuất sắc nhất giành chiến thắng tại hạng mục UB 130cc. Cảm xúc của anh hiện tại như thế nào ạ? Nói chung là cảm xúc rất là mừng, đã cố gắng, trời mưa đã được như mong muốn. À, không biết là theo anh thì mình có điều gì mà có thể giành được chiến thắng so với những tay đua khác tại hạng mục này? Do là mình quyết tâm cố gắng để được cái thứ hạng cao đó, để đem về cho đội. Đây là lần thứ mấy anh giành chiến thắng ở cuộc đua ạ? Nói chung là cũng không nhớ nữa. quá nhiều. Tay đua rất là xuất sắc. Vậy thì chiến thắng ngày hôm nay anh muốn dành cho ai ạ? Dành cho đội. Dạ vâng, vậy thì có một lời nhắn gửi nào đến với các đồng đội khi mà đang theo dõi livestream không ạ? Đã cảm ơn mấy bạn và anh chị đã ủng hộ. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn và chúc mừng anh Sang rất nhiều để giành chiến thắng ngày hôm nay nhé. Vâng thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường đua với bình luận viên Minh Huy. Xin mời quý vị. Vâng, anh em khán giả có từ mọi về nhé bạn. Vâng, các bạn trao giải và một bàn bốc thăm may mắn.
Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa chứng kiến những hình ảnh hết sức đặc sắc, hết sức hấp dẫn tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư. Và bây giờ đây, trước khi đến với phần trao giải, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần rút thăm trúng thưởng. Đầu tiên sẽ là phần rút thăm trúng thưởng với những phần quà cũng rất là hấp dẫn đến từ đơn vị tài trợ Idemitsu. Và ngay bây giờ đây, xin mời thùng thăm đến từ chương trình ạ. Dạ vâng, và cũng xin mời đại diện nhà tài trợ Idemitsu chúng ta sẽ rút ra những tấm thăm để có thể tìm ra những vị khán giả may mắn ngày hôm nay. Và phần quà đầu tiên, một áo thun và hai chai dầu.
đến từ nhà tài trợ Idemitsu. Dạ vâng. Xin được chúc mừng vị khán giả Ngô Thị Ngọc Ánh với số điện thoại là 078-965-5540. Phần quà đầu tiên đã thuộc về chị Ngô Thị Ngọc Ánh ạ. Vâng thưa quý vị, và mấy anh sẽ đọc tên của vị khán giả may mắn 3 lần. Nếu sau 3 lần thì chúng ta sẽ qua phần quà này nhé. Chị Ngô Thị Ngọc Ánh có không ạ? Dạ, như vậy là xin chúc mừng chị Ngô Thị Ngọc Ánh. Chúng ta đã tìm ra được vị khách hàng may mắn đầu tiên ạ. Dạ, và mấy anh cũng xin trân trọng kính mời anh Phạm Văn Tâm sẽ giúp cho mấy anh tiến lên sân khấu để có thể thông qua thủ tục cho vị khán giả này ạ. Và bây giờ mấy anh sẽ tìm vị khán giả may mắn tiếp theo với phần quà số 2 là áo kỹ sư và hai chai dầu. Quá hồi hộp luôn ạ. Và xin được chúc mừng vị khán giả Nguyễn Lê Văn đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Anh Văn ạ, xin được chúc mừng vị khán giả Nguyễn Lê Văn. Dạ rồi, xin chúc mừng anh. Và dạ, anh đứng kế bên vị khán giả của chúng tôi xinh đẹp. Và bây giờ sẽ là phần quà số 3 là mũ bảo hiểm 3/4 và hai chai dầu. Xin mời anh giúp mẹ anh rút lá thăm số 3. Lá thăm số 3 này thì anh có thể giúp cho mẹ anh công bố kết quả được không ạ? Xin chúc mừng khán giả mang tên Huỳnh Văn Công ở Bình Dương. Huỳnh Văn Công ạ. Xin mời anh Huỳnh Văn Công sẽ nhận được phần quà may mắn đến từ công ty dầu nhờn Idemitsu. Dạ vâng, và ngay bây giờ đây xin trân trọng kính mời ông Kitamura, giám đốc phòng bán hàng công ty. Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời ông Kitamura sẽ tiến lên sân khấu để có thể trao quà cho những vị khán giả may mắn ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Xin lỗi quý vị, xin trân trọng kính mời đại diện ông Ohira Naoki, giám đốc kinh doanh công ty dầu Idemitsu sẽ tiến lên sân khấu để có thể trao những phần quà cho những vị khán giả may mắn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Please remain on stage for the photo shoot. Dạ vâng, một lần nữa một những tràng vỗ tay thật lớn cho những vị khán giả đã may mắn giành được phần quà đến từ nhà tài trợ Idemitsu. Dạ vâng, xin được cảm ơn. Thank you very much. Thưa quý vị, và tiếp theo đây sẽ là những phần quà đến từ nhà tài trợ IRC. Xin mời đại diện cho nhà tài trợ IRC sẽ tiến hành rút thăm ạ. Dạ vâng, lá thăm đầu tiên. Xin được chúc mừng vị khán giả Ung Thế Vinh đến từ Tiền Giang. Dạ vâng, xin được chúc mừng vị khán giả Ung Thế Vinh với số điện thoại là 08. Dạ rồi, rất nhanh. Xin chúc mừng anh và xin mời lá thăm số 2 ạ. Xin được chúc mừng vị khán giả Nguyễn Xuân Thủy. Dạ vâng, xin được chúc mừng vị khán giả Nguyễn Xuân Thủy ạ.
Và xin mời lá thư số 3 ạ. Xin được chúc mừng vị khán giả Đặng Thị Hiếu. Chị Đặng Thị Hiếu có ở đây không ạ? Vị khán giả Đặng Thị Hiếu lần thứ nhất. Lần thứ hai. Vị khán giả Đặng Thị Hiếu có ở đây không ạ? Như vậy thì rất tiếc phần quà này đã không thuộc về chị Đặng Thị Hiếu rồi. Chắc là chị Hiếu xem livestream sẽ cảm thấy tiếc lắm đúng không ạ? Dạ vâng, và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời ông Kitamura, giám đốc phòng bán hàng công ty lớp IRC Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để có thể trao quà cho những vị khán giả may mắn ngày hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho những vị khách hàng cũng như là những vị khán giả đã may mắn ngày hôm nay nhận được phần quà đến từ các đơn vị tài trợ. And thank you very much, Mr. Kitamura. Dạ vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải tại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 thưa quý vị. Đầu tiên sẽ là phần trao giải cho hạng mục Winner. Thưa quý vị, trải qua phải nói là trong buổi chiều ngày hôm nay thời tiết có vẻ như là cũng không mấy thuận lợi, nhưng mà các vận động viên của chúng ta, những tay đua đã hết sức xuất sắc để có thể hoàn thành tốt nhất phần thi đấu của mình. Và bây giờ sẽ là phần trao giải cho hạng mục Winner. Đầu tiên, Man xin được công bố hạng 3 đã thuộc về tay đua Nguyễn Minh Trí. Xin mời các tay đua chúng ta được xướng tên sẽ nhanh chóng tiến về khu vực sân khấu để có thể nhận giải. Xin được nhắc lại một lần nữa, hạng 3 tại hạng mục Winner đã thuộc về tay đua Nguyễn Minh Trí. Hạng 2 thưa quý vị đã thuộc về vận động viên Lê Hùng Hữu Tính. Rất tuyệt vời ạ. Và hạng nhất tại hạng mục Winner xin được chúc mừng tay đua Nguyễn Anh Tuấn. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Trung, phó giám đốc khối đối ngoại công ty Honda Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên của chúng ta. Tuyệt vời, xin chúc mừng các vận động viên và xin được cảm ơn ông Nguyễn Huy Trung, phó giám đốc khối đối ngoại công ty Honda Việt Nam. Và tiếp theo sau đây xin mời các vận động viên chúng ta nán lại sân khấu một chút ạ. Ngay bây giờ xin trân trọng kính mời ông Kitamura, giám đốc phòng bán hàng sẽ tiến lên sân khấu đại diện cho nhà tài trợ IRC Việt Nam trao giải cho các vận động viên. Và chúng ta hãy tươi lên vì sự chiến thắng của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. And thank you very much, Mr. Kitamura. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ohira Naoki, giám đốc kinh doanh tiến lên sân khấu để đại diện cho công ty dầu chúng ta. We'll be right back.
lần nữa xin được chúc cho một tay thật lớn thưa quý vị. Và xin được cảm ơn đại diện công ty dầu Idemitsu, ông Ohira Naoki. Thank you very much. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn và xin chúc mừng các tay đua đã đạt giải hạng mục winner. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần trao giải cho hạng mục MSX. Đầu tiên, hạng 3, xin được chúc mừng tay đua Phạm Thanh Bảo. Hạng 2, xin chúc mừng tay đua Nguyễn Nhật Trường. Dạ vâng, Nhật Trường ngày hôm nay phải nói là đã thi đấu rất xuất sắc. Dù là anh đã có một cú ngã nhẹ, nhưng mà sau đó đã vươn lên giành hạng nhì rất xuất sắc ạ. Và hạng nhất xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Và ngay bây giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng Thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu trao giải cho các vận động viên của chúng ta. Idemitsu. Xin trân trọng kính mời ông Ohira Naoki, giám đốc kinh doanh sẽ tiến lên sân khấu trao quà cho các vận động viên của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn, xin được cảm ơn Hà Chí Trung. Và xin được chúc mừng một lần nữa các tay đua đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay, hạng mục MSX 125cc. Sẽ là phần trao giải cho các tay đua ở hạng mục Black 110cc. Hạng 3 xin được chúc mừng vận động viên Phạm Minh Phụng. Hạng 2 xin mời vận động viên Đinh Văn Toàn. Và hạng nhất rất xuất sắc tại hạng mục Black 110cc xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Đức Thanh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Toàn, Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đứng lên sân khấu để trao giải cho các tay đua của chúng ta ở hạng mục Black 110cc. Thank you.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Toàn và xin chúc mừng cho các vận động viên. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là phần trao quà đến từ đơn vị tài trợ công ty lớp IRC Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Kitamura, giám đốc phòng bán hàng trên sân khấu trao quà cho các thầy đồ của chúng ta. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Kitamura, đại diện cho nhà tài trợ công ty lớp IRC Việt Nam và xin được chúc mừng cho các vận động viên. Tiếp theo sẽ là phần trao quà đến từ nhà tài trợ công ty dầu Idemitsu. Xin trân trọng kính mời ông Ohira Naoki, giám đốc kinh doanh, tiến lên sân khấu trao quà cho các vận động viên. Xin trân trọng cảm ơn ông Ohira Naoki và xin chúc mừng một lần nữa các vận động viên. Và phần quà đến từ công ty bảo hiểm HCC Việt Nam, trân trọng kính mời ông Hà Chí Trung, đại diện công ty, tiến lên sân khấu để trao quà cho các vận động viên của chúng ta. Xin được cảm ơn ông Hà Chí Trung đến từ công ty bảo hiểm HCC Việt Nam và xin được một lần nữa chúc mừng cho các vận động viên đã đạt giải ở hạng 1L110cc. Tiếp theo sau đây sẽ là hạng mục cuối cùng, thưa quý vị, hạng mục UB130cc. Hạng 3. Xin được chúc mừng vận động viên Lê Trọng Vinh. Hạng nhì xin chúc mừng vận động viên Lê Phụng. Và hạng nhất ở hạng mục UB130cc xin được chúc mừng vận động viên Huỳnh Minh Sang. Thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hà Minh Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đua xe mô tô thể thao Việt Nam, đại diện nhà tổ chức sân đua 2K sẽ tiến hành sân khấu trao giải cho các vận động viên của chúng ta. Chúc mừng các vận động viên và xin cảm ơn ông Hà Minh Trí. Tiếp theo xin trân trọng kính mời ông Kitamura, giám đốc phòng bán hàng công ty lớp IRC Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu trao quà cho các vận động viên. Xin cảm ơn ông Kitamura, giám đốc phòng bán hàng công ty lớp IRC Việt Nam và xin chúc mừng cho các vận động viên. Tiếp theo sau đây sẽ là phần trao quà đến từ công ty dầu Idemitsu. Xin trân trọng kính mời ông Ohira Naoki, giám đốc kinh doanh sẽ tiến lên sân khấu trao quà cho các vận động viên của chúng ta.
Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn ông Ohira Naoki đến từ công ty dầu Idemitsu. Và bây giờ đây sẽ là phần trao quà đến từ công ty mũ bảo hiểm HJC Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Hà Chí Trung tiến lên sân khấu để trao quà cho các vận động viên của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hà Chí Trung đến từ công ty mũ bảo hiểm HJC Việt Nam và xin được chúc mừng các vận động viên đã đạt giải ở hạng mục UB 130cc. Rất tuyệt vời ạ. Và thưa quý vị, phần trao giải vừa rồi cũng đã khép lại giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019 chặng thứ tư này. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các vận động viên, các cổ động viên cũng đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Dương, cảm ơn Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam và các liên đoàn, các sở ban ngành cũng đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta có thể tập trung về khu vực sân khấu để có thể có được những tấm hình lưu niệm, những tấm hình ý nghĩa nhất trong buổi chiều ngày hôm nay tại lễ khai mạc giải đua xe mô tô Việt Nam năm 2019. Còn bây giờ thì Mai Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được bổ sung. We'll be right back.